Thưa ba má, con mới về. Con thiệt là đi đâu mà không gọi về báo cho ba má một tiếng. Có biết là ba má lo lắm không? Dạ, con xin lỗi. Con chỉ qua nhà Thùy Dương thôi. Thôi, nhà mình ăn cơm đi má. Phải rồi. Dù cho có động đất hay là trời sập đi nữa, mình cũng phải no bụng cái đã. Đã tới nước này rồi, mong còn ngồi đó giỡn được nữa hả? Chính vì như vậy, tôi muốn cả gia đình mình ăn cơm chung với nhau cho nó hạnh phúc. Biết đâu sắp tới mình không còn có dịp ngồi như vậy. Ba má đừng quá lo lắng. Chuyện nợ nần nhà mình sắp được giải quyết rồi à? Con đừng có nhắc tới thằng Long nữa nha. Dù có phải đi ăn mày, má cũng không muốn con phải lấy nó đâu. Má, má yên tâm, không phải anh ta đâu à, mà là một quý nhân tốt bụng. Thôi, con đừng có an ủi ba má nữa. Cho dù họ có tốt bụng tới cỡ nào đi nữa thì không có ai mà tự nhiên đưa lưng vô đỡ một cái nạn quá lớn của gia đình mình. Con nói thật mà, quý nhân đó chính là cô Hoàng, má của Thùy Dương. Cái gì? Má của con Dương? Dạ. Có thiệt là cậu muốn làm ở đây không? Thiệt mà. Được rồi. Nếu mà cậu muốn tôi nhận cậu thì cũng được. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Ngoài công việc trong cửa hàng qua đó, cậu còn phải kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ nữa. À, tôi chuyện gì? Bảo vệ cửa hàng hả? Chị đừng có lo, đó là nghề của tôi mà. Trời, ai nói cậu bảo vệ cửa hàng? Bảo vệ tôi nè. Hả? Cho chị. Thì đúng rồi, tôi là phụ nữ mà, đi lại cũng bất tiện, nhiều khi á mang theo tiền hàng nguy hiểm lắm. Cho nên á anh phải có nhiệm vụ bảo vệ cho tôi, đưa đón tôi đi công chuyện. Còn nữa, ban đêm phải ngủ lại đó. Hả? Ngủ lại? Ngủ lại để bảo vệ cửa hàng, bảo vệ tài sản trong cửa hàng. Chứ lỡ như có kẻ gian đột nhập thì sao? Nhưng mà anh đừng có lo, tôi á sẽ trả tiền bảo vệ cho anh, cộng thêm lương phụ việc nữa. Vậy là anh lời quá rồi còn gì nữa. Thêm đầu lương, đúng không? Sao? Làm không? Khoan đã, để tôi hỏi ý cái đã. Mày tính sao? Em thấy cũng được, nhưng mà sợ anh làm không nổi thôi. Làm mà tao không lo. Tao lo là tao lo bà ấy kìa. Thôi kệ đi, làm công việc ở đây cũng không có khó, mà lương lại cao nữa. Tao hơi ớn bà thiệt. Tao cũng đành nhắm mắt đưa thân thôi. Trời ơi, chị Lan thuê anh làm việc, chứ có ăn thịt anh đâu mà anh lo. Tao cũng mong là vậy. Vô đi. Sao, đồng ý không? Chị Lan à. Tôi quyết định rồi. Khoan đã. Anh không cần phải tìm việc mới nữa đâu. Bà chuẩn bị tới đâu rồi? Đã xong hết rồi, ông yên tâm đi. Mà sao giờ này họ vẫn chưa tới? Không lẽ... Mỹ Ngọc à? Dạ. Con gọi điện thoại coi chị Hoàng tới đâu rồi. Ba má đừng quá lo lắng, cô Hoàng nói là sẽ qua đây mà. Người ta chịu bỏ ra một số tiền lớn để giúp nhà mình như vậy, ba má không sốt ruột sao được con? Nói thì nói vậy, nhưng mà mình cũng đừng hy vọng nhiều quá. Nếu không thì lại càng thêm thất vọng nữa. Giống như lúc tôi hy vọng cha thằng Long giúp đỡ, rốt cuộc rồi thì chẳng đi tới đâu. Ba má yên tâm đi, lần này chắc chắn cô Hoàng sẽ giúp gia đình nhà mình. Con vừa lấy về trái cây giùm má nha. Dạ.
Sao cô ở đây? Tôi kiếm anh để mà kêu anh về làm việc cho công ty. Nè, khoan đã, không phải là công ty của mấy người phá sản rồi sao? Không, công ty của chúng tôi đã hoạt động lại bình thường rồi. Anh Lắm, anh còn nhớ bà Hoàng hôm bữa không? Nhớ. Bà ta đã quay lại và giúp đỡ công ty trả tất cả các khoản nợ. Bây giờ chủ nợ đã bãi nại và bây giờ công ty đã hoạt động lại bình thường rồi. Thật hả? Vậy thì hay quá. Vậy là công ty đã tai qua nạn khỏi rồi. Hả? Được, ngày mai tôi sẽ quay lại làm liền. Hả? Cái gì? Anh muốn xin việc ở đây mà. Xin lỗi, nhưng tôi không có muốn nữa. Nè, anh mà từ chối, lần sau có quay lại năn nỉ, tôi cũng không có nhận đâu á nha. Suy nghĩ kỹ lại đi. Phải đó anh Lắm, anh suy nghĩ cho thật kỹ đi. Công việc ở đây vừa nhẹ nhàng, lương cũng đâu thua kém gì lương bảo vệ của anh đâu. Chứ còn gì nữa. Anh đừng có lo, sắp tới tôi sẽ đề bạt anh làm nhân viên kinh doanh. Với lại á, lương cũng sẽ tăng cao hơn so với trước. Thật sao? Nhân viên kinh doanh hả? Tất nhiên, đó là phần thưởng cho lòng trung thành của anh đối với công ty mà. Vậy ông chờ gì nữa? Đi. Ê, nè, tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho anh. Đứng lại đi, đứng lại. Dạ, con biếu bác. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn. Để xuống đi con. Anh, để đây nè. Con ơi, để qua đây con. Anh. Để đây con. Dạ, lần đầu gặp mặt, tôi xin gửi biếu anh chị chút quà. Dạ, chị qua chơi vậy là quý lắm rồi. Bà đặt quà cám chi vậy không biết. Bác đừng có ngại. Trước sau gì thì hai gia đình mình cũng chung một nhà hết rồi. Có nhiêu đây quà, bác đừng có ngại nha. Cháu nói vậy cũng phải. Má cháu chịu giúp gia đình bác như vậy thì cũng giống như là người trong nhà rồi. Má ơi, Mỹ Ngọc đâu rồi má? Con muốn gặp Mỹ Ngọc. Ai tìm em vậy ta? Con chào cô. Mời cô và ba má. Cảm ơn con. Mỹ Ngọc, sao lâu quá em không qua nhà anh chơi? Không ai kể chuyện cho anh nghe hết. Anh nhớ em quá. Được rồi, sau này em sẽ thường gặp anh, kể chuyện cho anh nghe nha. Em hứa rồi nha. Thôi mình đi chơi đi. Dũng à, con phải ngồi yên, một lát nữa mới được đi chơi nghe con. Phải đó, anh phải nghe lời. Bây giờ anh chọn đi. Một là ở đây, hai là đi về. Xin lỗi anh chị, thằng con tôi nó bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Dạ. Mặc dù hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà trí óc chỉ bằng 8 tuổi thôi. Dạ, dạ không sao chị. Dạ mời chị uống nước. Dạ. Dạ, mời chị. Để mời. Dạ, mời anh. Dạ. Dạ mời chị. Tôi là khách, nhưng tôi xin mạn phép nói trước. Dạ. Tôi có nghe cho Mỹ Ngọc nói sơ qua về gia đình của anh chị. Tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi. Tình hình đúng là có hơi phức tạp, nhưng chị yên tâm, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh chị vượt qua khó khăn. Dạ. Thiệt tình là tôi cũng không biết nói sao trước tấm lòng của chị. Nhưng thôi thì xin chị nhận nơi đây lòng biết ơn của gia đình của chúng tôi. Đó là chuyện thứ nhất tôi muốn bàn với anh chị. Còn chuyện thứ hai là tôi muốn hỏi cưới Mỹ Ngọc cho con trai của tôi. Dạ,
ý của chị là muốn cưới Mỹ Ngọc cho đứa con trai nào ạ? Dạ, tôi chỉ có mình nói là con trai thôi anh à. Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc. Cười đi Mỹ Ngọc, cười đi. Sau khi hai đứa nó thành vợ chồng, chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Chuyện của gia đình anh chị cũng tức là chuyện của gia đình tôi. Anh chị có khó khăn gì, tất nhiên là tôi sẽ sẵn sàng giúp. Thật ra ngoài việc muốn cưới vợ cho thằng Dũng, tôi cũng muốn có đứa con dâu giỏi giang, tin cậy để quản lý công việc và gia sản của tôi. Dù sao con Dương trước sau gì cũng phải đi lấy chồng, còn thằng Dũng thì... Cảm ơn chị đã coi trọng con Ngọc nhà tôi, nhưng mà cái chuyện kết hôn thì chắc là gia đình tôi phải xem lại, bởi vì thực sự là hai đứa nó không hợp nhau. Dạ, nhưng mà nếu Mỹ Ngọc không lấy anh hai nhà con á, thì con sợ là cái chuyện mà má con giúp đỡ cho gia đình mình á, thì không tiện cho lắm. Dương, người lớn đang nói chuyện, con không được xen vào. Dạ, con xin lỗi má. Thưa chị, tôi biết chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhưng nếu phải hy sinh hạnh phúc của con gái tôi thì... Ba má, con đồng ý làm vợ anh Dũng. Ngọc, con có biết mình đang nói gì không? Với một người chồng như vậy, con chỉ có thể là một bảo mẫu thôi. Làm sao, làm sao có được hạnh phúc hả con? Má, má nhìn kỹ đi. Anh Dũng là một người rất dễ thương, hồn nhiên, trong sáng. Và đặc biệt, anh rất yêu mến con. Hạnh phúc của con không đến nỗi như má nghĩ đâu. Không được, dù có ra sao đi nữa thì ba cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu con à. Ba, chuyện này là do con tự nguyện mà. Con xin ba má hãy đồng ý cho con lấy anh Dũng đi à. Dạ thưa cả nhà, ở nhà con á thì ai cũng yêu thương Mỹ Ngọc hết. Theo con nghĩ là Ngọc về làm dâu nhà con á, thế nào cũng được sung sướng hết. Hai bác đừng có lo ha. Con gái tôi nói đúng đó anh chị. Tôi trước giờ vẫn đối xử với con Ngọc như là con gái vậy. Anh chị không cần phải lo cho nó chịu thiệt thòi đâu. Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, anh chị cứ suy nghĩ đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. Bây giờ gia đình tôi xin phép về trước. Anh, dạ. Chào anh, chào chị. Dạ con chào hai bác. Anh, đứng lên. Con, mình về thôi con. Không, con muốn Ngọc đi về với con à. Rồi, bây giờ con về đi rồi Mỹ Ngọc qua sau nha. Bây giờ anh cứ yên tâm đi về, sau này á Mỹ Ngọc sẽ thường xuyên qua chơi với anh. Thiệt hả? Thích quá, thương quá, mấy con. Đi thôi, đi về đi. Đi về. Chào anh chị. Ba má đừng như vậy. Con không sao đâu mà. Ba má không thể nào để cho con làm như vậy được. Ba phải gặp bà nói cho rõ ràng. Ba nhất định là không chịu. Ba, đây là cơ hội duy nhất để cứu gia đình nhà mình đó.
con mà bỏ cơ hội này thì mãi mãi